giảng tòa nhân sanh hạnh phúc Làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như Pháp Người giảng Thầy giáo Thái Lệ hút Số một tổ tiên xa xưa 4.500 năm trước Giáo dục con cháu của họ như thế nào Số hai thực hiện giáo dục đức hạnh như thế nào Số ba quy tắc nhân sanh đầu tiên đệ tử quy Ngày 20 tháng 11 năm 2004 Thành phố Hải Khẩu trung tâm giữa lòng quốc học Hiếu Liêm Tập 36 Các vị bằng hữu, xin chào mọi người Chúng ta vừa mới nhắc đến hành thiện Hành thiện cái đầu tiên giữ tâm kính yêu Có cái tâm kính yêu này Thì hành vi của bạn đều ở trong thiện Đều ở trong đức cái thứ hai Chúng ta phải Kính trọng tôn trưởng Đối với người lớn Đối với người có đức hạnh Chúng ta phải cung kính Phải khiêm cung Đối xử với họ Cái thứ ba là Làm thiện cùng người Chúng ta có cái tâm này Luôn luôn đi giúp đỡ người khác Làm việc thiện Có thể từ trên thái độ Từ trên ngôn ngữ thậm chí là họ bỏ sức bạn bỏ tiền có tiền bỏ tiền có sức bỏ sức đây cũng là làm thiện cùng người cái thứ tư khuyên người làm thiện cũng vừa mới nhắc đến có thể dùng ngôn ngữ khuyên người có thể dùng sách khuyên người và hiện nay cái thời đại này điều quan trọng nhất là phải dùng hành vi đức hạnh để cảm hóa người mới có thể khuyên bảo người khác vào thời cổ đại rất nhiều bậc thánh hiền các ngài rất biết cách khuyên người ngày xưa có một vị hiền giả tên là quảng ninh các vị đã nghe qua chưa quảng ninh cắt chiếu quảng ninh cùng một người bạn học của ông tên là hoa hâm Hai người cùng nhau đọc sách Bên ngoài nhà Lúc đó có người có thể là cưới vợ Rất náo nhiệt Là có những tiếng âm nhạc Gõ chiên đánh trống náo nhiệt truyền đến Quảng Ninh tiếp tục đọc sách của mình Còn bạn của ông qua hâm Thì lập tức đứng lên Bước đến cửa sổ nhìn đông nhìn tây Hiện tại trẻ nhỏ như vậy có nhiều không? Vừa có tiếng động nhỏ lập tức liền không còn chuyên tâm sau khi thấy bạn này trở lại rồi thì có ninh cầm một con dao rạch từ ngay giữa bắt đầu từ hôm nay tôi không làm bạn với anh nữa quảng ninh rất biết nhìn ra tình trạng sau này của một người từ chỗ vi tế đó bởi vì chỉ một chút xíu âm thanh như vậy mà tâm của bạn đã không thể tỉnh được Thế thì bạn đọc sách Thánh Hiền Nhất định rất khó khế nhập vào được Ngoài ra có một lần Hai người trong lúc đang lao động Đang làm ruộng Dưới đất có một mảnh vàng Rất nhỏ Quảng Ninh tiếp tục cuốc đất Sau đó hoa hâm Vừa nhìn thấy lập tức nhặt nó lên Cũng chính là nói Người có ăn học đối với những thứ vàng bạc này cho dù bài nghi trước mắt Cũng bất động như núi Nhưng qua hâm như nhìn thấy liền Lập tức toàn bộ Tâm cảnh liền cảm thấy rất thỏa lòng Nhặt được một mảnh vàng nhỏ Cho nên tiên sinh Phạm Trọng Im Lúc đó đi học ở trong một ngôi chùa Cơ hội ngẫu nhiên Đã phát hiện ra một đống vàng Ông dù lúc đó vẫn là rất nghèo Chúng ta nói cơm cháo cầm hơi Nấu một nồi cháo Sau khi nấu xong để cho nó tự khô Do lại với nhau thành một cục lớn Sau đó lấy dao cắt ra Mỗi bữa ăn một phần Tình trạng nghèo khó như vậy Phát hiện một đống vàng thì như thế nào vậy? Mau mau đi mua sô-cô-la để ăn Hoàn toàn không bị nó làm dao động Đem nó lắp lại Sau đó thì thi đổ công danh Vì nhân dân phục vụ Hết lòng hết sức Lúc đó Có một nhân duyên Một ngôi chùa này biết ông đã công thành danh toại Liền đi tìm ông hóa duyên Phạm Trọng Im nói Được rồi Tôi quyên chừng đó tiền vậy Sau đó Người nghe rất kinh ngạc ông hiện nay cũng không có tiền nhiều như vậy mà ông nói anh về cái góc nọ ở trong chùa bà đào chỗ đó có một túi vàng cho nên có thật đi đào chính là cái túi vàng đó cho nên một người khi còn chưa có danh chưa có lợi họ vẫn có thể không bị dao động bởi danh lợi đây là công phu chân thật của một người có học gọi là bần tiện bất năng di phú quý bất năng dâm sở dĩ ông có công phu như vậy mới có thể ở trong quan trường phức tạp như vậy hiện nay là thương trường quan trường đều không dễ dàng rồi có thể đi qua một rừng hoa mà thân không dính lá không có đức hạnh chân thật tôi thấy là không thể qua cửa nổi rồi cho nên quả thật là Những người có học này Là đã có nền bóng rồi Quảng Ninh nhìn thấy cái tâm ý này Những tập ký này của bạn mình Ông có thể suy ra kết luận người đó gì sao Nếu như bước vào quan trường Sẽ rất là nguy hiểm Chúng ta nói Bài một triệu ở trước mắt bất động bày mười triệu ở trước mắt vẫn là bất động bày một trăm triệu lên liền suy nghĩ lại xem cho nên con người đối với tài không có thật sự hiểu rõ đạo lý rất có khả năng sẽ không ngăn nổi cám dỗ cho nên học vấn vẫn phải đặt nền tảng thật sâu quảng ninh sau đó làm quan vô cùng nghiêm túc cũng rất thanh liêm ông cũng luôn luôn quan sát tình hình của nhân dân có những chỗ nào cần phải giáo hóa lúc đó ông phát hiện người dân khu vực ông quản lý chỉ vì bút nước mà tranh tới tranh lui thậm chí là còn ra tay đánh nhau bởi vì diễn rất ít cho nên mọi người xếp hàng đến cuối cùng thì tranh chấp ông không có trực tiếp đến ngăn chặn ông lại đi mua rất nhiều thùng nước mới sau đó trời còn chưa sáng Tự mình cùng với một số người thuộc hạ Trước tiên múc nước này đổ vào thùng Để ở bên cạnh giếng Rất nhiều người dân vướng dĩ dự định ta hôm nay 4 giờ rưỡi phải đi Nếu không lại bị người ta chiếm vị trí mất Khi mọi người muốn đi Đi là nghĩ gì Đi là nghĩ chỉ mình Phải nhanh chóng xong lên Nhưng mà khi đến bên giếng Bỗng nhiên thấy người ta đều giúp chúng ta Múc nước xong rồi Bỗng nhiên nghĩ lại cái tình cảnh Cạnh tranh tới tranh lui mỗi ngày Mỗi ngày đều bắt đầu sinh khởi cái tâm Hổ thẹn Bởi do Quảng Ninh là quan phụ mẫu như vậy Ông biết dùng phương pháp thiện xảo Đánh thức tâm hổ thẹn của nhân dân Cho nên Phong khí giúp đỡ lẫn nhau Của toàn bộ làng quê Liên dần dần thành Cho nên khuyên người quả thật là Phải có trí huệ cao độ Ở trong cái khoảng thời gian chung sống với chú Lư này Cũng đã nhìn thấy rất nhiều trí huệ khuyên người của chú Tôi còn nhớ lúc ở Úc Châu Chúng tôi là 8-9 người ở cùng với nhau 8-9 người đàn ông ở chung với nhau sẽ như thế nào? sẽ rất lộn xộn không phải do tôi làm mỗi lần mọi người sau khi nói chuyện cắn hạt dưa ăn rất nhiều thức ăn cuối cùng trên bàn cũng là một bãi chiến trường dưới đất cũng một bãi bồn rửa tay cũng một đống làm thế nào vào lúc này không cần đi tìm khổng minh phải làm thế nào tôi nhìn thấy chú lư chẳng nói một câu nào bắt đầu ra tay lau chùi bất kỳ chỗ nào cũng rất sạch sẽ ngay cả bồn rửa tay sau khi chú dọn dẹp xong một giọt nước cũng không có cuối cùng một giọt nước cũng được chú dùng khăn lau sạch rất sạch sẽ ngày thứ hai vẫn y như vậy đến mấy bãi chiến trường chú lư lại ung dung thản nhiên toàn bộ làm từ đầu đến cuối cứ như vậy làm đến ngày thứ năm ngày hôm đó lúc mọi người lại ở chỗ đó ăn thức ăn có một người liền mở miệng la lớn anh ta nói người ta mỗi ngày làm rất sạch sẽ như vậy các anh lại thái độ gì đây vẫn xả ra như vậy à cuối cùng thì mọi người đầu đều cúi xuống từ đó vì sao không có cái trường hợp đó không phải chỗ này một bãi chỗ kia một bãi nữa chú lư có nói gì không không nói chú lấy mình làm gương chú dùng thái độ trước tiên bắt đầu phải làm từ mình trước đã đánh thức cái tâm xấu hổ của người khác sau đó còn mượn lời của người khác đạt được hiệu quả khuyên mọi người cho nên chúng ta vẫn phải dùng đức hạnh để cảm hóa người khác Tôi cũng nhìn thấy chú Lư Đối với mỗi người quả thật đều rất quan tâm Quả thật là như vậy Chúng tôi đi rồi một số người trẻ tuổi Chú cũng rất đề bạc Nhưng mà tôi nhận được lợi ích là lớn nhất Vì sao vậy? Người khác muốn giúp đỡ bạn Bạn còn phải chịu tiếp nhận nếu không cho dù khổng tử đứng ở trước mặt bạn Cũng là vô ích Phải chịu tiếp nhận Chỉ dạy mới được Cho nên tôi rất cảm niệm lời chỉ dạy Của chú cho tôi Cho nên chú làm mỗi ngày kèm cặp chỉ dạy tôi Lúc nhắc tôi đi tản bộ Vừa đi tản bộ vừa chỉ dạy tôi từng ly từng tí Rất nhiều trí huệ của cuộc đời chú Những người trẻ tuổi khác Chú cũng có quan tâm Khuyên bảo họ nhưng mà người trẻ tuổi hiện nay có một lỗi lầm là ngạo mạn vẫn chưa có khả năng đã ngạo mạn rồi điều này đối với người tuổi trẻ chúng ta là lỗi lầm chết người cho nên đã bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên trước mắt tôi là cảm thấy rất tiếc thay cho họ cho nên phải dùng phương pháp thiện xảo phải dùng trí huệ đi khuyên người làm thiện không biết các vị các bạn có còn nhớ hay không có một vị đại thần bởi vì vua với mẹ của vua có xảy ra xung đột rất lớn chính là trịnh trang công cuối cùng vua đã nói với mẹ của ông là không đến suối vàng thề không gặp mặt lời tàn nhẫn này vừa nói ra có thể cuộc đời bạn sẽ hối hận cả đời một vị đại thần tên là vĩnh khảo thúc là người con nổi tiếng có hiếu Cho nên Vĩnh Khẩu Thúc Thấy vua nói ra lời như vậy Trên thực tế ông đã hối hận rồi Nhưng mà Bởi vì ông là vua Cái gì quý nhất Thể diện là quý nhất Cho nên bản thân thà chết Cũng không nhận sai Giờ lúc này Vĩnh Khẩu Thúc Vô cùng khéo léo đi khuyên ông Nếu như không có trí huệ cao độ thì có thể sẽ bị vua mắng thậm tệ hoặc giết đi đó là vua tàn bạo rồi nhưng mà vĩnh khảo thúc rất có trí huệ ông đã đem một số đồ vật quý hiếm tặng cho trịnh trang công bởi vì lễ nghi của ngày xưa đại thần tặng lễ vật cho bạn bạn phải đáp lễ trở lại bạn đương nhiên phải trả lễ cho nên trả lễ vĩnh khảo thúc đã đoán được nhất định sẽ mời mình ăn cơm cho nên vua liền mời ông ăn cơm lúc mời ông ăn cơm vĩnh khẩu thúc liền gấp những thức ăn ngon để qua một bên không ăn cái này chính là tạo ra cơ hội cho trịnh trang công cho nên các vị bằng hữu có khi phải biết tạo ra cơ hội cho người thân bạn bè xung quanh bạn là giống như chú lư chú tự mình chạy đến nói tôi cũng muốn làm chú khi chú chạy đến như vậy là tạo ra cơ hội cho tôi, cho nên việc này cũng là phương tiện rất thiện xảo. Chúng ta nói người trong nghề thấy lối ra, cho nên ông có thể suy đoán ra được vua sẽ mời ông ăn cơm. Lúc ăn cơm ông lại làm cái động tác này. Trịnh Trang Công hiếu kỳ, tại vì sao ông không ăn những thức ăn này? Ông dùng tâm rất chân thành nói với Trịnh Trang Công. Ông nói nhà chúng tôi khi có thức ăn ngon Nhất định là mẹ tôi ăn trước Sau đó tôi mới ăn Và mẹ tôi từ xưa đến giờ Chưa từng ăn thức ăn Do vua ban tặng Cho nên tôi nhất định phải mời mẹ tôi Ăn trước tôi mới được ăn Cái tâm chân thành như vậy nói ra Trịnh Đăng Công nghe xong Rất cảm động Bỗng nhiên hồi quan phản chiếu Ông còn có mẹ để phụ dưỡng ta như thế nào đây hiện tại thể diện quá nặng rồi không có cơ hội rồi trong khi vua có tâm hối cãi như vậy giờ lúc này điểm cơ hội thời gian kiến nghị của thần dân cho ông đã đến rồi cho nên vĩnh khẩu thúc liền nghĩ ra một phương pháp tìm một cái sơn động đào một cái đường hầm xuống dưới đất sau đó ở cửa viết chữ suối già đó chẳng phải là gặp nhau ở suối vàng rồi sao Tôi tin cái động tác này của diễn khảo thúc Nhất định không phải chỉ gì Để mẹ con của họ gặp nhau Tầm nhìn của người có học vô cùng rộng lớn Ông hiểu được một vị vua làm việc sai Sẽ ảnh hưởng đến phong khí của một quốc gia Cho nên sự việc này Ông là không thể thoái thác trách nhiệm Nhất định phải khuyên cho được vua của mình Nếu không đến khi Những người dân này của nước trịnh nói Ngay cả vua cũng bất hiếu rồi Ta việc gì phải hiếu chứ Thế thì quá nguy hiểm rồi Cho nên nhanh chóng khuyên nhà vua Mong âu khiến vua đón tiếp mẹ của vua trở về nước của mình Hầu hạ đàng hoàng mẹ của vua Thì phong khí của toàn bộ quốc gia Sẽ thay đổi rất lớn Cho nên quả thật là khuyên người làm thiện Phải có phương tiện thiện xảo Và cái phương tiện thiện xảo này Tuyệt đối không phải nói Bạn nhất định phải dùng hết tâm trí để học Cái phương tiện thiện xảo này Còn phải xem bạn Có phải thật tâm muốn giúp người hay không Chỉ cần bạn có cái thật tâm này Thì nhất định có thể tìm ra được phương pháp Cái gọi là Kẻ sĩ có thật tâm kiên trì Bền chí thì sẽ có dịu dụng biến hóa không cùng. Bạn có tâm kiên trì bền chí muốn giúp đỡ người khác thì bạn sẽ có rất nhiều linh cảm tốt nảy sinh. Người dạy học chúng tôi là rất có loại kinh nghiệm này, rất muốn giúp học trò nhưng mà trải nghiệm dạy học còn rất cạn. Thường thường có khi lúc đang đánh răng bỗng nhiên liền nghĩ ra một phương pháp. Bởi vì chúng tôi đem cái sự việc này để ở trong tâm. Muốn đi thành tựu học trò Cho nên căn bản vẫn ở chân tâm của chúng ta Cái thứ năm Thành tựu Việc tốt của người Thành tựu việc tốt của người không chỉ giúp đỡ người khác Còn phải thành tựu đức hạnh của mình Khi chúng ta biết luôn luôn tán thưởng người khác Là cũng đã đem một cái tập khí rất không tốt trong tâm chúng ta Từng chút từng chút diệt trừ nó Cái tập khí nào vậy? Đố kỵ Không muốn nhìn người khác tốt Trong tâm khó chịu Cái đố kỵ này là Rất phức tạp Ở trong đố kỵ có thể là còn hàm chứa Tâm ngạo mạn của chúng ta Cái gọi là Văn nhân thường Coi thường nhau Học vấn phải là càng ngày càng rộng lớn Tâm lượng càng ngày càng rộng lớn Tuyệt đối không phải càng ngày càng tự cho mình Là đúng Cho nên khi chúng ta lúc nào cũng thấy người làm thiện Là đang thành tựu học vấn Là đang khiến tâm của mình càng ngày càng rộng Cái gọi là tâm lượng lớn Thì phước sẽ lớn Phước của bạn được bao lớn Là xem tâm lượng của bạn mà Quyết định Cho nên khi nhìn thấy người khác Có thiện nhỏ Chúng ta dốc hết toàn bộ sức lực Đi giúp đỡ Đi thành tựu Bạn cũng có thể mượn cái sự việc này Để rộng kết thiện duyên với tất cả người được giúp đỡ Cho nên tôi đối diện với đồng nghiệp của tôi Đối diện học trò của tôi Tôi đều vô cùng cung kính Bởi vì họ đều làm thầy giáo Sau này Họ phải dạy mấy trăm học trò Cho nên tôi cúng dường họ Tặng cho họ một cuốn sách hay Tôi cũng rất vui mừng Bởi vì đến mấy trăm người Bởi do cái cuốn sách này Mà được giúp đỡ Khi bạn thật sự có cái tâm tốt Đối với họ Họ có nhận được hay không Cái gì bằng ngủ có nhận được hay không tương tác giữa người với người tuyệt đối không phải cần ngôn ngữ cần gặp nhau mới có thể hiểu nhau chúng ta thường thấy người này sao mới gặp nhau lần đầu mà thân thiết như vậy có một cái nguyên nhân rất quan trọng là khi ý nghĩ ở trong tâm chúng ta là hy vọng mọi người đều tốt thì nhân duyên của bạn sẽ đặc biệt tốt Bởi vì tâm niệm của bạn đã phát ra rồi Sống não của bạn đã phát rồi Cho nên mẹ con cùng tâm Nếu như bạn rất quan tâm mẹ của bạn Sống não của mẹ bạn Bạn có thể thu nhận được không? Được Tôi giàu hơn một năm nay Tâm của tôi vô cùng bình lặng Tôi lần đầu tiên về nhà Hơn 4 tháng Vừa bước vào cửa Câu đầu tiên tôi nói với mẹ tôi Tôi nói mẹ à Mẹ tu hành rất tốt Mẹ tôi ngẩn người Câu đầu tiên con của ta đã nói với ta như vậy Mẹ không thể tìm ra manh mối Tôi nói mẹ à Hơn 4 tháng gần đây Con của mẹ Toàn tâm toàn ý làm việc Trong tâm Cũng không bị tạp loạn Không bị phiền não con nghĩ hơn 4 tháng nay mẹ cũng không có lo lắng lung tung về con Cho nên tâm con mới có thể yên ổn như vậy Mẹ tôi chỉ mỉm cười và không nói lời nào Mẹ tôi chỉ cần có phiền não là tôi khó chịu ngay Cuối cùng trong lúc khoảng 3 tháng trước Có một hôm tôi ngủ Trong tim khó chịu Tôi không có bệnh tim mạch Khó chịu như vậy Nhưng mà đã nửa đêm 12 giờ rồi tôi nghĩ nói Để ngày mai hãy xử lý Cuối cùng hôm sau tôi liền gọi điện thoại về nhà Mẹ tôi nói nửa đêm hôm qua uống nhầm thuốc Đây là chân lý Mẹ con liền tâm Khi bạn thật sự là Từ trong chân tâm đi quan tâm người khác Thì nhu cầu của người khác Bạn cũng có thể cảm nhận được Chúng ta thường hay xảy ra một việc bạn bè rất thân nhau với bạn bạn bỗng nhiên nghĩ đến họ họ sẽ gọi điện thoại đến ngay có hay không nhận được rồi là giống như tần số truyền hình vậy tại vì sao rất nhiều người đều không thể nhận được phiền não bộc phát toàn bộ chứng kín rồi mọi thứ không thể vào được cho nên cũng không biết rõ người khác cần cái gì cho nên khi tâm lượng của người càng lớn là càng có thể cảm nhận được nhu cầu của người khác người ta cũng càng có thể nhận được sự quan tâm của bạn đối với họ cái này bạn cũng có thể đi làm thí nghiệm đời người cần phải ấn chứng chân lý bởi vì tôi rất thích có thể đi học chung với mười mấy người bạn học tôi còn nhớ ngày đầu tiên đến lớp tôi đã đến rất sớm vẫn không quen biết mọi người tôi vừa bước vào bởi vì đúng lúc nghỉ hè vừa xong Bàn ghế ở trong toàn bộ lớp học như thế nào vậy? Rất là dơ bẩn Hai tháng rồi bụi bám rất bẩn Trong đầu tôi bỗng nhiên nghĩ đến Bởi vì trường sư phạm Bạn nữ đông Tôi bỗng nhiên trong đầu nghĩ đến Mấy bạn nữ này bước vào Sao mà dơ như vậy chứ Sau đó họ còn phải trao mặt nhíu mày Lấy khăn giấy từ trong cặp ra Sau đó vừa lau chùi Vừa ở đó xanh phiền não chúng tôi nghĩ đến cái điểm này tôi liền nhanh chóng vào trong nhà vệ sinh tìm một lát tìm được một tấm khăn lao tôi liền bắt đầu đem toàn bộ bàn ghế lao chùi thật sạch sẽ sau khi lao xong vẫn chưa có bạn nào đến bởi vì nơi tôi học cách nhà chúng tôi tương đối xa cho nên tôi đã đón chứng tạo lửa sớm nhất để đi sau khi lao xong khi mỗi một bạn học đến liền ngồi xuống một cách rất thoải mái kết quả mỗi một bạn học của chúng tôi đều chung sống với tôi rất tốt ngay cả bạn học nam chung sống với tôi cũng rất tốt chúng tôi nói người nam với người nam muốn chung sống tốt cũng là môn học vấn ở trong vô hình bởi vì bạn niệm niệm quá thật là đều rất tôn kính họ đều rất quan tâm họ cho nên một cách tự nhiên sự giao lưu vô hình đó là đang được tiến hành cho nên thành tựu việc tốt của người khi bạn nhìn thấy họ sau này cũng muốn đi giảng dạy giờ lúc này bạn hãy từng ly từng tí giúp đỡ họ thành tựu cho họ thành tựu cuộc đời dạy học của họ con cái của họ được lợi ích bạn cũng cảm thấy rất vui sướng rất hạnh phúc đây là thành tựu việc tốt cho người tiếp đến cứu người nguy cấp Đời người cũng có lúc lên lúc xuống Khi người khác ở trong nguy nan Nội tâm của họ là Sợ hãi nhất Giờ lúc này bạn có thể ra tay cứu giúp Họ sẽ vô cùng cảm ơn Lúc nào là nguy cấp vậy? Lúc bị thương Lúc bị bệnh Nhưng lúc này nội tâm tương đối yếu đuối cho nên chúng ta cần phải kịp thời quan tâm họ có thể có khó khăn trong kinh tế chúng ta cũng cần dành cho họ sự giúp đỡ kịp thời cho nên ở trong bạn bè có nghĩa chúng tôi cũng đã nhắc đến rồi bạn bè ngoài quan tâm ra còn phải có cái nghĩa thông tài ngay lúc họ tạm thời không thể chạy ra tiền được Cha mẹ của họ cũng được Hoặc giả người trong nhà lại cần số tiền này Chúng ta vào lúc này Nên dành cho họ sự giúp đỡ Và khi cuộc đời bạn rơi vào trong nguy cấp Thì tự nhiên Sẽ có rất nhiều người Đến trợ giúp bạn Tôi còn nhớ Lúc tôi tốt nghiệp đại học về 3 năm Đúng lúc có một lần cần một số tiền Tôi đi mượn tiền của một người bạn học lúc cấp hai của tôi tôi đã mượn cậu ấy có lẽ cũng là một khoản tương đối cậu dắt tôi đi lãnh tiền sau khi lãnh tiền xong thì lại đi về cùng với tôi tôi liền hỏi cậu ấy tại vì sao cậu không hỏi tôi vì sao mượn tiền vậy cậu ấy nói cho bạn mượn thì cho mượn hỏi nhiều như vậy làm gì đây là sự tín nhiệm của bạn bè đã đạt đến loại trình độ nào rồi cho nên trong lúc chúng ta có nguy nan sẽ có rất nhiều bạn bè đến giúp đỡ bạn thậm chí là không cần hỏi bạn rõ ràng hoặc giả sẽ không nghĩ nói với bạn là lúc nào cần trả lại đó là bạn làm người rất có đạo nghĩa làm người ở mọi lúc mọi nơi cũng phải hết sức có tinh thần giúp đỡ bạn bè thì bạn mới có thể nhận được sự giúp đỡ của nhiều bạn bè dành cho bạn Đời người cần phải biết Đề phòng cẩn thận thật tốt Nếu như đời người thường hay có rất nhiều Gọi là nguy cấp, nguy nan Vì thì mệt lã người Cho nên cứu người Cái phương pháp tốt nhất Chính là đem giáo quấn thánh hiền Giới thiệu cho họ Một người bắt đầu thay đổi từ trên tư tưởng thì mới không làm cho cuộc đời họ đến nỗi tứ bệ nguy khốn bạn có thể quá giải nguy nan nhất thời cho bạn bè vì bạn có thể quá giải nguy nan thường xuyên cho họ được hay không không thể nào cái gọi là giúp ngặt chứ không cứu nghèo nghèo nhất định là nghèo ở trong quan niệm tư tưởng cho nên bạn nhất định phải đem đạo lý làm người làm việc của thánh hiền nói cho họ biết phải nói với họ là không sợ khó nói với họ phải biết nâng cao năng lực của mình phải biết thách thức bản thân khi bản thân họ có năng lực làm việc có trí huệ ứng đối sự việc thì cả đời họ mới có thể giảm bớt nguy nan xảy ra cho nên căn bản cứu người nguy nan vẫn ở dành tặng cho họ đạo lý làm người làm việc chính xác Sáu điểm vừa rồi Chủ yếu nhất cũng là nói đến phương diện đối nhân Chúng ta tiếp theo Xem về phương diện sự việc Có những việc nào Cũng là cần chúng ta đi hành thiện Đi dân hiến vậy Hưng kiến đại lợi Hưng kiến đại lợi Vào thời xưa Chúng ta đều nói Có duyên ngoại rất nhân từ Thường xuyên hay xây đắp cầu đường Đắp một con đường Có thể khiến bao nhiêu người được lợi ích Giống như nước chúng ta Vẫn còn cầu mấy ngàn năm Có đó lợi ích bao nhiêu người Không thể đếm hết Đây là hưng kiến đại lợi Để thuận tiện cho người Còn có một số viên ngoài Tìm ra thầy rất giỏi sau đó giáo dục trẻ nhỏ trong cái xóm làng này của họ cái lợi lớn này rất là lâu dài bởi vì những em nhỏ này hiểu rõ đạo lý thánh hiền chúng vì sao có thể tạo phúc cho xã hội chúng vì sao còn có thể truyền thừa những giáo huấn thánh hiền này cho con cháu của họ cho nên làm giáo dục là lợi lớn dài lâu Lợi lớn dài lâu Yên, Tiên sinh Phạm Trọng Im Gia đình có một mảnh đất Trù phú vô cùng tốt Có thể nói là Long huyệt Bạn sẽ lấy để làm gì? Mau Mà mau đem phần mộ tổ tiên An táng ở chỗ này Xem sau này có phát ra một số quan lớn hay không Tiên sinh Phạm Trọng Im không có nghĩ như vậy Ông lập tức đem mảnh đất này quyên góp ra để xây trường học Cái này ở Tô Châu Cái mảnh đất này hiện nay là một địa chỉ trường học cấp 3 Và gần một ngàn năm nay Đã đào tạo ra gần 400 vị tiến sĩ Tám mươi mấy vị trạng nguyên Bạn xem Hưng kiến đại lợi không phải vì mình Để cho càng nhiều người hơn Ở trong cái phong thủy như vậy ở trong Chúng ta nói dựa núi nhìn sông như vậy Thì hiệu quả học của họ là Đặc biệt tốt Tâm lượng càng lớn Phước càng lớn Cho nên Con cháu của ông cũng đã Một ngàn năm rồi Hiện nay gia đạo vẫn rất là hưng dưỡng Năm 2002 Người Hoa toàn cầu Tụ hội đến khúc phụ tỉnh Sơn Đông Đọc tụng kinh điển Trung Quốc đã mời hậu về Đích truyền của Phạm Trọng Im Ông là khách mời đặc biệt Lên Mục đã hát một bài hát Nhân đề là Nhạc Dương Lầu Ký Con cháu đời sau Cảm niệm lời dấu quấn của Tổ tiên Đem nó phổ thành một bản nhạc Khi ông hát đến Lo lắng trước Nỗi lo của thiên hạ Vui sao cái vui của thiên hạ Tôi tin là linh hồn phạm trọng im ở trên trời nhất định sẽ cảm thấy cách làm của mình là chính xác cho nên ông có tâm cảnh như vậy mới có thể làm nên lợi ích lớn như vậy cho quê hương thậm chí là lợi ích cho người trung quốc nhiều đời như vậy chỉ cần là việc lợi ích cho người khác chúng ta thấy dễ như trở bàn tay cũng phải tận lực mà làm Bạn không được nói phải lợi lớn Chúng ta chỉ chuyên tìm việc đó phải ảnh hưởng thật lớn Thế việc bên cạnh bạn là không cần làm rồi à Cho nên nhất định phải luôn luôn nghĩ thay cho người Thì bạn sau này mới có thể lúc nào cũng suy nghĩ cho mọi người Đều là quan sát từ chỗ nhỏ Cho nên chớ thấy thiện nhỏ Mà không làm Chúng ta thường hay đi ở trên đường Chúng tôi ở trên đường tại Hải Khẩu Phát hiện rất nhiều viên đá lớn như vậy Bày ngay trên lối người đi bộ Có một số dân công Mỗi người tụ tập lại với nhau nói chuyện Sau khi nói chuyện xong Thì mấy viên đá này không có chuyện về chỗ cũ Mặt trời xuống núi rồi Toàn bộ đường là không nhìn thấy rõ ràng Nếu như lúc đó có một người đang bận việc cái điện thoại đang nói nói đến nửa chừng bỗng nhiên dấp phải Có thể sẽ bị té ngã Cho nên chúng tôi với rất nhiều thầy giáo gặp phải cái tình trạng này Nhất định bê những viên đá này vào bên đường Đây cũng là lợi ích cho việc đi lại của người khác Có khi cái công trường đó Cái cây tre đó quá bất cẩn Toàn bộ cây tre rất nhọn Cũng đã cản ngang vào đường người đi bộ rồi nếu như người có lúc không cẩn thận, không chú ý Có thể sẽ bị đụng vào Chúng tôi liền nhanh chóng Tìm một mảnh vải đỏ ở dưới đất Quấn nó lại Cho thật là bắt mắt Cho nên Chúng ta niệm niệm có thể suy nghĩ đến người khác Chính là đang làm lợi ích Cho người khác Hôm nay đúng lúc bạn Đạp xe đạp Hoặc giả đi xe máy nhìn thấy một cục đá ở trên đường bằng nhanh chóng lách một cái rồi kéo trở lại bỗng nhiên cảm thấy rất nguy hiểm may mà không đụng thế tiếp theo đó làm thế nào rất nhiều người còn mắng cái cục đá đó ai dứt không biết sau đó liền đi ngay chúng ta phải giữ tâm nhân hậu bằng có thể lách qua được người phía sau nếu như hôm nay trong lúc tâm trạng rất nôn nóng chạy đặc biệt nhanh họ sẽ lách không kịp khi lách không kịp có thể sẽ có tai nạn vào người nếu như họ là người làm cha cơ thể bị xảy ra chuyện rồi thì cái gia đình đó xảy ra chuyện nếu như là một người con xảy ra chuyện thì cha mẹ họ sẽ rất khó chịu cho nên bản thân chúng ta có thể tránh được cái tai nạn này bạn cũng phải nghĩ đến người khác cũng không nên gặp cái tai nạn này phải biết dọn dẹp nó đi vào thời xuân thu chiến quốc sở trang dương có một vị bề tôi rất nổi tiếng tên là tôn thúc ngao tôn thúc ngao làm người rất nhân từ có một hôm Ông nhìn thấy một con rắn có hai đầu Rắn hai đầu Ông lập tức Đánh chết nó Sau khi đánh chết xong đem chôn cất Sau đó khóc rứt mướt trở về nhà Bởi vì cái nơi đó của ông Có một câu đồn đại Chỉ cần người gặp phải rắn hai đầu Thì nhất định không thể sống được cho nên khi ông nhìn thấy ông không muốn người khác lại nhìn thấy vì vậy sau khi đánh chết đó xong đem chôn cẩn thận nhưng mà ông muốn nói mình không sống được vì vậy không thể tận hiếu đối với cha mẹ và lúc đó tuổi tác của ông vẫn còn nhỏ cho nên khóc suốt trên đường trở về cuối cùng mẹ của ông nghe xong rất vui mừng Tôi tin là mẹ của ông cũng là người hiểu đạo lý Bà nói con niệm niệm là vì người khác Thì sẽ không có nạn đâu Được lo lắng Sau đó Tôn Thúc Ngao Đã làm đại thần của nước sở Cũng rất được sở trang dương Tín nhiệm Từ chỗ này chúng ta nhìn thấy Chỉ cần bạn niệm niệm Nghĩ đến lợi ích của người khác Như vậy là đang hành thiện Chính là đang tích phước Cho nên hưng kiến đại lợi Tiếp đến xã tài làm phước Tài chia thành hai loại Một loại là tài vật Tiền tài Một loại khác nữa là Sức lao động của bạn Kinh nghiệm của bạn Đây là thuộc về nội tài Tài vật và tiền tài là thuộc về ngoại tài Dùng nội tài, ngoại tài đều có thể tích phước Cho chúng ta Thật ra nội tài khó hơn với ngoại tài Hôm nay chúng ta ở Hồng Kông Nếu bảo người ta quyên 50 đồng Thì rất dễ dàng Nếu bảo người ta là công quả một ngày Thì rất khó khăn Cho nên khó làm mà làm được Thì phước báo sẽ lớn Khi chúng ta mọi lúc mọi nơi Biết là không keo kiệt biết quan sát nhu cầu của người khác Đó là bạn luôn luôn đang xả tài làm phước Khi chúng ta đến nơi đây Nhìn thấy người khác đang bận rộn Chúng ta chủ động đến giúp họ Cái này cũng là Dùng sức lao động của chúng ta Để cho đi Thái độ cho đi của một người Tuyệt đối không nên đợi đến người ta mở miệng Bởi vì người hiện nay Rất ngại làm phiền phức người khác nhất là lúc mọi người đều là ở trong trạng thái làm công quả người ta cũng ngại tìm bạn vào lúc này bạn lại có thể biết luôn luôn nhìn thấy nhu cầu của người khác ở chỗ nào thế thì chúng ta ở trong cái đoàn thể này sẽ giành được sự tôn trọng của người khác cũng sẽ hòa thuận vui vẻ cho nên phải biết luôn luôn nhìn thấy nhu cầu của người khác mà xã tài là phước Các vị bằng hữu Nếu như Chúng ta có rất nhiều giáo huấn thánh hiền Bản thân bạn được lợi ích rồi Cũng có thể đem những lời Giáo huấn thánh hiền này Đi tặng cho bạn bè Bạn cũng là Dùng sức lao động của bạn Để phục vụ họ Bởi vì người hiện nay bận rộn vô cùng Ngay cả thời gian bước ra khỏi nhà Cũng không có Vào lúc này Chúng ta cũng phải vì mọi người làm người không mời mà đến cho nên người hiện nay quả thật là muốn nghe được giáo quấn thánh hiền quá khó rồi quá khó các vị bằng hữu đều là người có đại phước đời người phước đứng đầu không có gì bằng có thể nghe được giáo quấn thánh hiền cho nên tôi thường thường trong cuộc đời khi nghĩ đến điểm này Liên cảm thấy mọi thứ đều có ý nghĩa Lão sư Lý Bình Nam Nói với học trò của Ngài Thế hệ này của tôi Là quỳ xuống để tiếp nhận học vấn thánh hiền Thế hệ các anh sau này Phải quỳ xuống đem học vấn thánh hiền tặng đi Lời nói đó thật là sâu sắc Bạn hiện nay còn muốn học trò Chủ động đến xin kinh điển với chúng ta. Bạn hiện nay còn có thể yêu cầu nghiêm khắc người bình thường có thể chủ động đến học tập giáo huấn thanh hiền là không dễ dàng. Cho nên giờ lúc này phải chủ động xuất kích. Đương nhiên bạn diễn tốt thì hậu quả chủ động xuất kích của bạn mới tốt. Cho nên chúng ta là lúc nào cũng có thể chủ động đi phục vụ người khác tiếp đến hậu trì chánh pháp chánh pháp là giống như con mắt của mỗi người vậy họ nghe được chánh pháp mới có thể biết đúng sai thiện ác tà chánh tốt xấu họ mới có thể có năng lực phán đoán chính xác ở trong cuộc sống cho nên chánh pháp là con mắt của mọi người chúng ta cũng thường hay nghe thấy trời không xanh trọng ni thì buôn đời như đêm tối ông trời nếu như không có khiến cho phu tử đến giáo hóa chúng ta chúng ta chưa có khai trí huệ thì cuộc đời là giống như một vùng đen tối vậy cho nên nghe được chánh pháp thì chúng ta phải có trách nhiệm có sứ mệnh đem nó truyền đi tiếp bạn hậu trì chánh pháp Ngồi ở nơi đây nghe giảng Chính là hậu trì chánh pháp Sau này Hồng Kông chúng ta Có một số thầy Trẻ tuổi Có một số thầy Có tâm Họ có thể Sẽ phát nguyện Ra dạy học Họ có thể Đi đến một số phường xã Để dạy học Cùng với các em nhỏ Họ có thể sẽ tìm một số nơi Bàn luận với phụ huynh về những chuyện giáo dục gia đình thảo luận đệ tử quy vào lúc này khi chúng ta có thời gian hãy đi nghe họ giảng dùng ánh mắt khát vọng của chúng ta theo dõi họ họ sẽ tương đối có niềm tin bằng không đều không có người nghe họ giảng đến cuối cùng đều không có tính tâm một người nếu có thể có năng lực diễn giảng rất tốt nhà cao muôn trượng cũng phải bắt đầu từ đất bằng nếu như tôi không phải đã giảng hơn 300 buổi Nếu như buổi đầu tiên tôi đã đến nơi đây Có thể các vị nghe một giờ đồng hồ là đi hết rồi Vì từ đó có thể là tôi cũng bỏ giảng mà về Cho nên chúng ta nhìn người Không phải nhìn năng lực hiện tại của họ được bao nhiêu Mà là xem họ làm cái sự việc này Có thật tâm hay không Người thật tâm thì bạn phải giúp đỡ họ Người thật tâm thì tiến bộ sẽ rất nhanh Và cái phần giúp đỡ này của bạn Chính là hộ trì chánh pháp Hơn nữa công đức hộ trì chánh pháp của bạn Cùng với người diễn giảng là Không hai không khác Cho nên Hồng Kông chúng ta Sau này nhất định sẽ là Chánh pháp trụ lâu Cho nên mọi người phải hộ trì chánh pháp Tiếp đến sau cùng Yêu quý giật mạng đối với đồ vật đối với mạng sống đều phải yêu quý tôn trọng không được làm tổn hại cho nên ở trong kinh điển của đạo gia có nhắc đến cất bước thường quan sát côn trùng đây là quả thật là rất nhân tự lúc leo lên núi nhấc chân lên xem chỗ nào gì thử xem phía dưới có ổ kiến lửa hay không đến khi bạn giảm xuống có thể thấy mấy chục mạng đều không còn nữa cất bước cũng phải thường quan sát côn trùng chúng ta rất nhiều người ưa thích leo núi ở trong leo núi cũng đang trưởng dưỡng sự tu dưỡng của họ bởi vì họ cảm thấy ta lên trên núi ta là khách tất cả động vật trên núi là chủ nhân cho nên khi họ nhìn thấy mạng nhện họ cũng biết đi vòng không được phá hỏng nhà của người ta chúng ta có mong nhà của chúng ta bị phá hỏng hay không đúng rồi nhà của động vật đó bạn cũng cần phải tôn trọng hiện nay rất nhiều em nhỏ nhìn thấy bên đường bán gà bán chim vừa mới nở ra được chưa được mấy ngày có nên mua hay không vậy có mua hay không có người mua họ sẽ dốc sức bắt thì rất nhiều động vật cốt nhục phân ly cốt nhục phân ly đối với những động vật này mà nói là rất đau khổ cho nên ở trong lịch sử đã từng có một người có học thức đã giết chết một chú hưu con cuối cùng mẹ của chú sau khi chạy đến cũng nằm ở chỗ đó mà chết vì có học thức này rất là kinh ngạc cuối cùng ông đem chú hưu mẹ này mổ ra để xem Thì thấy ruột của chú hưu mẹ này Đã bị đứt rồi Hưu mẹ nhìn thấy con chết Ruột gan đứt đoạn Sau đó về Vì có học thức này từ đó vì sao không sát sanh nữa Cho nên chúng ta Người cùng tâm ấy Tâm cùng lý ấy là như nhau Vật cùng tâm ấy Tâm cùng lý ấy Phải biết quý trọng mạng sống Tôi đã từng dạy qua các em nhỏ lớp 1 vào lúc đó mới dạy bảy em Các em đứng lên vẫn chưa đến thắt lưng tôi Trẻ nhỏ rất đơn giản Có một lần tôi đúng lúc phát hiện Một số con kiến bị chết rồi Tôi liền đem nó đi chôn Bị học trò nhìn thấy Có một hôm tôi thấy các em rất vô cùng bận rộn Vì quanh chỗ đó không biết làm gì Tôi liền hỏi các em đang làm gì vậy Chúng liền đòi thưa thầy Chúng có đang trông kiến à Ngay cả kiến nhỏ như vậy Chúng cũng biết quan tâm Chúng sau này có làm tổn thương người khác hay không Chúng trưởng dưỡng từ bi tâm tự Tôi rất có duyên với núi Sau đó có một năm dạy học Ở bên một ngọn núi Bởi vì thủy tinh Là trong suốt Con chim đó Bay quá nhanh không có nhìn thấy rõ trực tiếp tông thẳng vào rất nhiều con chết ngay tại chỗ sau khi chết rồi học trò của tôi nhất định là đem đến cho tôi bảo tôi xử lý tôi liền dắt các em đi chôn cất nó đàng hoàng các em có thể biết quý trọng mạng sống thì nó tuyệt đối không làm tổn thương mạng người cho nên đối với mạng sống phải tôn trọng đối với vật phải tôn trọng cái gọi là chén cơm chén cháo Phải nghĩ khó khăn lắm mới có được Không nên chà đạp thức ăn Sợi tơ cộng chỉ Luôn nghĩ sức khó nhọc Của con tầm Bất kỳ một bộ quần áo nào Có được đều không dễ Đều là do từng sợi tơ cộng chỉ dệt lại mà có Cho nên đối với đồ vật Phải biết quý trọng Yêu quý giữ gìn Không nên chà đạp Câu nói này ở trong chu tử trị gia cách ngôn cho nên chúng ta xem Người làm cha mẹ của Trung Quốc chúng ta Niệm niệm đều nghĩ muốn thành tựu cho đời sau Mới có nhiều lời gia quấn Quý báo như vậy của Trung Quốc truyền lại Chúng ta phải biết dùng Bà mới có thể đứng trên vai của người khổng lồ Bạn dạy con cái không phải bắt đầu từ con số không Nhiều bậc thánh triết như vậy Cũng đang giúp chúng ta một tay Chúng ta cần phải biết Khéo dùng cho nên đối với vật cũng phải có tâm yêu quý Có một em nhỏ nhìn thấy Một vị thầy đang uống nước Cầm ly giấy uống nước Em nhỏ này nhìn thấy Rất muốn có cái ly giấy đó Vị thầy giáo này liền đem nước đưa qua nói Nào ly này cho con này Cha của em lập tức chạy đến Ông nói thưa thầy Chúng tôi có mang theo bình trà Thầy cứ tự mình uống đi vì thầy này vẫn còn chưa hiểu rõ ràng Không sao cả Chỉ một cái ly giấy mà Hãy để cho cháu uống Cuối cùng người cha này rất kiên trì Dùng ánh mắt của ông nói với vị thầy giáo đó Vì thầy này Chúng tôi thật sự có mang theo ly không cần đâu vị thầy này lập tức cảm nhận được là Cha của người ta muốn giáo dục con Sau đó ông liền rời đi Giờ rời đi thì đứa bé này hơi có chút ưu buồn Là đang mất mãn cha của nó liền nổi với nó cha nói với con cái ly này đều là làm ra từ chặt đốn cây gỗ con dùng thêm một ly có thể chính là chặt nhiều thêm một cái cây cho nên chúng ta hết sức có thể tiết kiệm ly giấy có thể tiết kiệm giấy thì phải tiết kiệm em nhỏ này vẫn còn chút bực dọc người cha lập tức nói nếu như con càng quấy lần sau cha không dắt con đi nữa Cậu lập tức liền giật bên nước lại uống Cho nên khiến các em quý trọng bất kỳ một đồ vật gì Bạn cũng phải giữ vững, Cẩn thận từ đầu Vừa mở đầu Bạn phải kiên trì dậy cho đúng Bạn không nên để cho nó hình thành thói quen lãng phí Sau đó lại phải đem nó kéo trở lại Đến khi đó bạn đau khổ Nó cũng đau khổ Cho nên hành thiện chính là Mười phương diện này Chúng ta cần áp dụng nỗ lực thực hiện Các vị bạn hữu Chúng ta bàn luận ở trong Tư thân ngôn trung tính Hành đốc kính Trừng phẫn trất dục Cải quá Thiên thiện Các bạn lật giảng nghĩa ra Bên dưới hàng chữ này Có mấy cái dấu ngoặc Ngôn trung tính Là thành thật Hành đốc kính là lễ kính Trừng phẫn là không sân Trất dục là không tham Phân biệt thiện ác cải quá Thiên thiện là không si Không tham không sân không si Lễ kính Và còn Thành thật Những điều này chính là giáo huấn quan trọng nhất của nhà Phật Và cái giáo huấn này là hai ngàn năm trước Mới truyền đến Trung Quốc Nhưng tổ tiên Trung Quốc Vào bốn ngàn năm trăm năm trước Là đã có giáo huấn như vậy rồi Cho nên các vị bằng hữu Phải biết quý trọng Cơ hội của người Trung Quốc Bởi vì trí huệ của tổ tiên Trung Quốc Là có một không hai Trên toàn thế giới Tốt rồi, buổi giảng hôm nay chúng ta chỉ học đến đây. Cảm ơn mọi người.